một số mẹ thì hỏi Tâm rằng là Tâm ơi, thì sau sinh xong thì chị nên uống sữa nghệ hay là chị uống cái viên nghệ viên thì sẽ mang lại cái hiệu quả tốt hơn cho cái vấn đề là lành vết thương hoặc là các cái vết khâu mổ của mình nó nhanh lành hơn. Thì Tâm chia sẻ lại cái thời mà Tâm còn vừa mới sinh em bé xong thì sinh bạn thứ nhất, đấy là bạn bống, thì Tâm cũng chưa có tìm hiểu nhiều về những cái sản phẩm giống như là mọi người hỏi Tâm như là sản phẩm về nghệ để có thể làm sao mà chữa lành được vết thương nhanh nhất. Thì hồi đấy là bà nội của bống là hay nấu các cái món ăn thì tất cả các món ăn đều cho nghệ vào, tức là bà cắt các cái lát nghệ rất là mỏng rang với cả thịt, kể cả thịt bò, thịt gà hay là thịt lợn thì bà đều cho Tâm ăn cái nghệ đấy, bởi vì là theo những cái kinh nghiệm ngày xưa rằng là ăn nghệ thì sẽ làm cho da của mình sáng hồng hơn này, giúp mình đào thải các cái chất độc ở trong máu còn ứ đọng này, giúp cho cái tử cung của mình có thể co bóp để có thể đẩy các cái chất độc tố ở trong cái cơ thể của mình ra ngoài, giúp cho là mình hết sản dịch nhanh hơn. Và còn một cái điều nữa đấy là nghệ sẽ giúp cho các cái vết thương thì được mau lành hơn. Thì hồi đấy là Tâm cứ ăn, bởi vì là mẹ nấu cho thì Tâm cứ ăn thôi, và sau khoảng một tuần thì cái vết khâu của Tâm thì nó cũng lành, và cái da của mình thì chắc là vừa là do ăn nghệ cũng do là mùa đông mình ở trong nhà nhiều nên là da của mình cũng sáng hồng hơn. Thì đấy là cái cách ngày xưa, bởi vì là cách ngày xưa là những cái cách rất là thủ công, mọi người biết không, bởi vì là cái nghệ, cái chất lượng của cái nghệ nó còn phụ thuộc vào cái thời điểm mình thu hoạch trong năm, nó còn phụ thuộc vào cái nơi mình trồng nữa, và nó còn phụ thuộc vào thời tiết cũng như là các loại phân bón, nó phụ thuộc cái hàm lượng curcumin ở trong nghệ rất nhiều vào cái những cái đặc tính mà Tâm vừa nêu ở trên. Vậy thì bây giờ là cái thời đại rất là công nghiệp, một cái thời đại rất là chỉn chu về cái yếu tố đầu ra rồi, thì mình cũng xóa bỏ đi những cái cách dùng cũ, mình hoàn toàn có thể sử dụng những cái cách mới mà nó hiệu quả hơn. Tức là ở trong mỗi cái sản phẩm đấy họ đã đo được những cái hàm lượng về cái tỷ lệ curcumin như thế nào thì phù hợp. Ví dụ như là với một viên curcumin là sẽ viên nano curcumin sẽ có 300mg curcumin ở trong một cái viên đấy, thì chắc chắn là 300mg, và mình khi mà mình sử dụng đúng liều lượng thì nó sẽ đem lại cái kết quả như là mình mong đợi với một cái khoảng thời gian là nhanh nhất. Ví dụ như là một cái vết khâu đấy không phải là một tuần nữa mà có thể là sau chỉ khoảng từ 4 đến 5 ngày là các bạn đã có thể giảm đau, và cái sản dịch của mình không phải là 15 ngày nữa mà sau một tuần là cái sản dịch của mình đã có thể đẩy được hết ra ngoài rồi. Thì khi mà cái sản dịch đấy hết được nhanh hơn thì mình sẽ đỡ bị viêm nhiễm, mình sẽ dành được nhiều thời gian để chăm sóc em bé hơn, đúng không nào? Và cái việc mà mình lựa chọn các cái sản phẩm uy tín, ví dụ sản phẩm uy tín đến từ các công ty uy tín, họ đã có các cái giấy tờ đăng ký an toàn thực phẩm, giấy phép kinh doanh, thì sẽ hoàn toàn tin tưởng hơn so với cả những cái sản phẩm thủ công. Sản phẩm thủ công thì cái quy trình nó không khép kín, nhà máy thì chưa đạt chuẩn GMP, thì chắc chắn là những cái sản phẩm đấy nó sẽ không thể tin tưởng để cho mình sử dụng được rồi. Ngay khi mà mình mua hàng thôi thì mình cầm cái sản phẩm đấy lên, mình thấy rằng là nó chỉ là một cái sản phẩm thủ công, sản xuất ở một cái đơn vị thủ công, thì nó hoàn toàn không tin tưởng, và nó cũng sẽ rất có những cái hàng nhái, hàng giả. Và cái bảo quản chất lượng sản phẩm như thế nào, bởi vì là cái chất lượng sản phẩm nó sẽ còn phụ thuộc vào từ cái khâu sản xuất, từ cái khâu nguyên liệu đầu vào sản xuất đến cái khâu tiếp theo là cái khâu bảo quản, thì nó cũng rất là quan trọng. Thế nên là Tâm mong muốn rằng mình là những cái bà mẹ thông thái, mình muốn rằng mình khỏe để con mình cũng khỏe, thì mình nên chọn những cái sản phẩm thật sự là rất là uy tín. Ví dụ như những dòng sản phẩm mọi người có thể search trên mạng, có rất nhiều những cái sản phẩm nano curcumin của Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam thì là đơn vị đầu tiên nghiên cứu và sản xuất ra đấy. Ngoài ra thì sau đấy thì cũng có những cái đơn vị khác họ cũng làm theo, ví dụ như là Học viện Quân y này, hoặc là những cái đơn vị tư nhân khác, nhưng mà tất cả những cái công nghệ nghiên cứu thì đều bắt nguồn xuất phát từ Viện Hàn Lâm và Khoa học Việt Nam. Thế nên là mọi người có thể mua nano curcumin ở bất cứ đâu, hoặc có thể liên hệ với cả Tâm để Tâm có thể phân phối những sản phẩm này, những sản phẩm uy tín và chất lượng đến với mọi người, để giúp cho chị em phụ nữ của mình làm sao để nhanh sạch sản dịch nhất, da sẽ hồng hào và có thêm thật nhiều sức khỏe để có thể chăm con và nuôi dạy con thật là khỏe mạnh và thông minh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình hôm nay, và mình sẽ còn chia sẻ nhiều những cái kiến thức khác về chăm sóc mẹ bầu sau sinh, chăm sóc em bé, bởi vì mình cũng đã có 2 bạn bé rồi, thì rất mong rằng mọi người hãy theo dõi thêm những cái thông tin khác của Tâm chia sẻ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Bye bye.